Tối qua, tổ công tác Y23141 Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí rất tinh vi, đã có tới 7 tiền án tiền sự nên kẻ giang hồ tỏ ra vô cùng ngoan cố. Song hành vi phạm tội của đối tượng không thể qua mắt các cán bộ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm của lực lượng 141. Tổ công tác Y23141 do Thượng úy Vũ Văn Tuấn, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng 19 giờ 15 phút, tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng giấu ma túy rất tinh vi, dùng băng dính cách điện màu đen để dán các gói ni lông nhỏ vào chìa khóa cắm ở xe máy. Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận đối tượng đã giấu 2 gói ma túy đá theo cách này. Khi tiếp tục kiểm tra kỹ người và phương tiện, tổ Y23141 tiếp tục phát hiện đối tượng tàng trữ một dao găm trong túi dụng cụ sửa chữa cốp xe máy. Mặc dù có thái độ quanh co ngoan cố, song trước thái độ kiên quyết của tổ công tác, đối tượng đã phải chấp hành đầy đủ các yêu cầu. Tại cơ quan công an, đối tượng cất giấu ma túy và vũ khí tinh vi nói trên được làm rõ là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1979, trú tại phường Vĩnh Tuy. Minh là đối tượng đã có 7 tiền án tiền sự liên quan tới các tội danh cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy.